thì làm thầu giống như anh Luyện không làm được cái gì đúng không? Một cái là mày đi chỗ khác, chứ hai thằng mà kỹ cơ làm được, tao thì tao xuống cấp cho phụ mày được chưa? Tại vì hai thằng đụng kỵ nhau chỉ nhau là đấy được. Đó, mày suy nghĩ cho sâu xa vậy nè. Tại vì mày đang đuôi xúc phạm. Nãy giờ anh em mình nói gì? Xúc phạm tao. Tao xúc phạm mày gì? Ở đây xúc phạm tao. Tao xúc phạm cái gì? Mày nói đó là cái thằng thầu không làm được 15 triệu. Mày đúng vừa vừa tao chứ. Xúc phụng mà. Mày bể quá vậy, tiên mới khen mày xong rồi giận bể quá vậy. Em lấy một con tán nữa, con cán ở ngoài vô tiên đây. Không được, nó lắc kê con lắc kê thôi à, lắc kê. Lắc em với em xiết con trong mà nó chết rồi, làm sao lắc kê vô được. Tán thành con ngoài. Từ từ, nó sẽ có con ngoài. Để cho nhận chặt cái đó, lắc kê ở ngoài, khỏi cuộc. Không, tắt đi là tao kêu là tắt đôi vô luôn á, hiểu không? Tắt đôi vô tiên đây, tắt đôi vô. Tắt đôi vô, tắt đôi. Nó xiết được, nó kẹt. Thôi, xong mà đường nó không có đều ra. Tao biết rồi, nhưng mà tắt theo khớp quá á. Từ từ lát ép người ta. Mà nói ba không được khí gì vậy? Anh bường mình đâu có biết cơ khí đâu mà. Anh chỉ biết về điện như là anh biết cơ khí. Tay nào đưa anh nhận cho. Hả? Trên trời xuống. Mày cũng khó luôn á. Mày đưa đây tao không có cái gì khó á. Dịnh ra anh đây. Rồi. Mình cứ kéo lên. Tám tủ. Tám tủ. Này kéo lên. Rồi, rồi kéo. Hai khách nữa chắc rồi. Kéo. Vô gan mà kéo thì bậy. Từ. Anh Thái em xin lỗi cứ kéo kéo Thái nó anh. Kéo này. Kéo cái đầu mày nha. Chạy đi. Đứng lại dùng kính mà. Rồi để qua đây đi, để qua đây nãy thêm miếng nữa. Đó. Mày ghê một con tán mà đây vô, mày cặp hai đôi vô đây, mày dặn nó ngoài đây, mày dặn vô đâu có liên quan gì đến đâu mà bị âm điều. Hiểu không? Không. Đây con ghê nó chống bức cái con bù lon đó. Em làm ngàn mấy trăm. Sức tao dặn bức gan luôn. Để mày dặn nó không nhiều ra. Tao không trả lộn mày. Cứ làm cái mày. Ok, cái ổ điện của mày đâu Hiếu? Rồi. Em có cái dây đó cấp 25 hay 35 gì đó thọ? 25 ở đây có còn đầu cấp 25 không? Để em bấm luôn lắm, em bấm vô luôn. Có để luôn rồi. À, đây, hình như có đây. Hình như đầu 25 anh có đây. Có đây 25 anh có luôn á. Có để bịch trong đó mà. 25 có 10. Ai có đầu 25, hình như có giúp cũng được. Ba bốn con trong ra đủ rồi. Thường đưa tay về tủ điện phải ra hổ ra mẫu này kia chứ đưa mấy cái tủ con khói rồi vậy nằm chơi. Chả? Nếu như em có bãi khi em nấu đất để an toàn cái tủ này vì điện áp nó lớn. Không phải không lấy một pha kìa. Một pha mà nếu mà em có bóng đèn thì em cứ bấm vô vỏ đó sao này ở trên này không đấu thì cũng vô tác dụng. Nhưng mà nó rò vô vỏ, nếu mà nó rò ra vỏ mình thì mình giải quyết nhưng mà rò tại ổ điện rồi tại đâu chịu thì... tại vì cái đó em phải kéo tay đúng không, tại vì ông bớt vật tư thì chịu thôi, chủ đầu tư người ta bớt thì tôi quyết định đó là có họ tới tủ thôi à. Thì cái đó là việc của họ nhé, tại vì chủ đầu tư người ta quyết định, người ta thuê mình như thế nào mình tư vấn thì người ta đã quyết định không như vậy. Tại sao đưa ban đầu đưa là vẽ là khóc không luôn á. Đúng rồi, tại vì đây không thực tế nên thành ra rồi cây nó tới phát sinh đâu tính điều phát tới đúng rồi, tại vì á mới đầu tới đâu hay đó chết mẹ luôn. Ở bên mình á là không có tuân thủ tiêu chuẩn. Ừ, tới đâu hay tới đó là thấy bà luôn. Ừ, tới đâu hay tới đó là đấy, nội hàng nó bất ổn từ ngay từ đầu. Tới đâu hay tới đó là trời ơi. Anh nói với em á, tại vì á khi mà mình đã tư vấn khách hàng thuyết phục người ta không đến nổi rồi, người ta vẫn quyết định làm thì mình cũng chịu thôi. Chứ nhiều người đi làm kinh tế mà giờ không làm thì lấy cái việc đâu mà làm. Nhưng khi nào mà luật của mình nó ban hành chuẩn ấy, mày không làm như vậy nó đóng không cho mày đóng điện thì lúc đó mới sợ. Em làm gì đây? Tiêm điện cho cái bên. À thử với bên hả? Rồi cho chạy nước đặng rửa thưởng. À ok. Rửa trên kia. Ủa quên có dứt thừa điện. Cái thiết điện không còn keo đây không? Đây con. Rồi em đo đi. Đúng chưa? Ừ, được chưa? Dạ, làm cho con. Dạ, làm cho con. Bây giờ tao là giữa bỏ thêm hai cái quần áo rồi đây. Cho anh theo bà nào luôn đó. Dạ hả?
mày nói nha. Được nha, quốc nha. Quốc đi em ơi. Anh em đang cơm đây, anh cũng nhóm của anh là bất thường lắm. Hồi nãy anh vô trễ, anh ăn cơm rồi mới ăn xong rồi anh vô anh làm á. Để coi ghim bên đây. Ghim vô đi. Thôi sợi sống á, em có một nguồn khác không? Tại vì anh chuyển anh cắt á. Anh bấm quét màu, ghép vô, gá vô. Không nào, không có. Cái cộng này cùng một cộng mà sống hơn. Không cho đo trợ. Cái này lượt thì cứ. Sao sao? Bảy, từng sợ một. Hai sợ nó đều nhau mà. Không có đâu em. Bây giờ anh bấm cái này nó. Em bấm là nó vô đó, nó cắn một phát một, đừng có ẩu, đi từng bước một. Đang thầu nó khác với thằng thợ 15 triệu một tháng không? Mọi người nghĩ là tay cắt cái chuyên nghiệp mở 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 cái đầu quỷ ra kia qua chiếc quấn cho tôi ăn này. Quỷ là mũi sao? Nó xỉn nhất nha. Nó nhà chắc nó phá ô. Cái mượn kim mũi bạn. Kim mũi bạn nó phá ống nước cái nhà không xong rồi. Ông nước nhà chạy gấp gấp chạy suốt mà phải cho chạy chứ không chạy không được. Anh nước đây được không? Đây nè, có cái ống nước mà nó tì hoài không lo quá nhà chứ lặn nước người ta không chi. Có nghĩa là sáng mai anh cho em chút điện thoại để em hẹn anh sáng mai nha. Dạ, em hiểu rồi. Dạ, 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 khởi nghiệp thì kiểu giá nó mềm lắm. Tại vì làm cho mấy đứa đủ có công thợ nó làm thôi, với học viên nó làm. Giờ sao? Tỷ 8 anh ơi, tỷ 8. Quá. Anh bươm cái đó anh làm trong đúng rồi đó. Đây trong chứ, anh thứ tự. Trong đúng không? Ừ, có rồi. Tao nhảy tao giọng xuống luôn giờ. Đó nó theo thứ tự rồi.
Được không? Được đấy, nhảy xuống. Anh Luyện, nhảy xuống Luyện. Được không? Luyện nhảy xuống. Sợ chưa? Ngồi đi nó đi chứ. Em quay thường anh dữ mày. Mày thấy là tôi con gì? Không phải. Yếu là sao vậy? Đó là cái thái độ làm việc thôi. Qua thường nó quá. Thái độ tao quay qua thường quá. Thái độ làm việc mình có, mình cũng có. Xá. Lột mắt hả? Cái tư gì nó kém, không phát triển được. 15% là sao bạn? 100%, 15% là kiến thức. Ừ. 80% là thái độ. 5% là gì đó? Là tư gì? 5% là mắc dạy. Đó, chọn chứ. Rồi nha. Xây cái máy này em ơi. Em bỏ chồng vô cái đầu vàng này em xây được cái con cặc anh đó. Ê, có quay không vậy? Bấm thu vô đi, nãy giờ chưa quay á. Bấm đang quay. Đang quay cái anh thọc nè. Anh thọc nè. Say. Động anh thọc nè. Rồi để cho nó canh dưới. Rồi quan trọng ở dưới say. Xoay cho nó lọc lỗ nha. Rồi đứng luôn rồi, Rồi đứng luôn. Rồi sao vậy? Ai vậy mà nói đem căng hai cái đó. Ai chắc nằm căng đây. Tao căng hai cái nằm nó luôn á. Nằm nó hắt cái lật qua lật. Căng điện tử khác, căng tay khác chứ. Đúng mà nó khác. Coi đưa coi được chưa? Rồi ok, xả. Xả không? Mấy trăm vậy? Ê, tao thấy quên cái gì chết mẹ rồi. Không sao đâu, được. Sao? Được. Cái gì? Nhét cái chụp vô. À, cái chụp vui vậy đó. Hả? Chập tao đua vậy đúng chưa sao? Chắc chắn là nhé. Tao hứa với mày luôn. Rồi bớt. Cái chập đó tao nói đúc là được hết á. Được, cái đó bằng cao su kéo giãn hay dây thun có gì không? Vậy sao mày hỏi tao vậy? Tao chập mày chơi. Chập cái gì mày đang xỉ bả tao à? Xỉ bả vậy tao nói thẳng xỉ bả. Chập không được thì đâu mà tao bị lộn xộn rồi. Mày quay lên clip mà lộn xộn quá. Thử đẹp. Bỏ ra rồi xử luôn. Quay rồi nè, anh nói anh để mày cứ quay mày nói đi, có gì mà tao thấy nó không ổn tao làm nhạc vô nó hết. À đó. Vậy là có về xử lý nè. Tao anh có cái nhạc mà teo teo nào không? Có gì? Giả bộ ông quay ngang cái thằng này nữa chứ. Rồi, thiếu ông Tương nữa rồi. Rồi, đẩy đất đi đó nha. Đó. Thả quá nhờ. Thôi mà. Nặng hơn. Thấy lực. Thấy lực. Rặn nữa. Thấy tụi mạnh đâu tụi bớt được cái đầu kia mà nó giỡn thôi nghe. Lấy cái kéo cái kèm thằng tiên á. Đầu có hết đâu. Kèm thằng tiên á. Kèm kia em cắt mới được. Kèm thằng tiên á. 50 mấy ngàn con có. Mua dương mũi dây đó. Để nhiều. Đấy đúng rồi. Đây là ký siêu thọ này quý vị. Rồi thôi. Mày thấy dương tao gì mày may không? Còn này là ông 8 giật gân nè. Ông 3 nhựa này quý vị. Rồi. Muốn vô đăng ký kênh YouTube nha. Kỹ thuật thi công cơ điện này sẽ nhận được cái mặt mấy anh em ở đây này. Ít nhất là cũng phải vài clip. Kỹ thuật cơ lên YouTube bỏ. Lên YouTube bỏ kỹ sư luyện hay là kỹ thuật thi công cơ điện là đang hết. Mất nữa. Bỏ cái gì vậy? Tướng này cũng đẹp trai này chắc buồn lắm không? Mày á, cái màu vàng mà. Không, được rồi đó. Cái máy này lấy xong ăn về ở trong mình gom bỏ vô đó lại ở đây đưa có người đi gom giùm. Cái gì anh được gom ở đó hả? Hả? Anh được gom ở đó hả? Có người gom. Có người gom giùm. Không cần đâu. Không cần có người gom giùm. Cứ để đó cho em là được rồi. Đi ha. Lấy con kim cương. Chống lại. Dạ. 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 Gá không, tại vì á là biết cái siêu thọ là bán điện nước cho nên cũng yên tâm nha. Chứ còn không là tôi mang theo tính đủ đồ đem xuống luôn á. Có mà nó hơi mắc. Ông này ông bán điện nước ở Gò Công mà. Đâu bên về là Bến Tre à. Ở Bến Tre hả? Dạ, hàng chuẩn bị sẵn rồi sợ ở dưới ở tỉnh không có. Luôn cái tay này. Tỉnh nhiều cái toàn là
hỏi cái vật tư cái quái gì ông biết, ông công nghiệp ông tin vào cái gì ông biết thôi chứ. Dạ. Như là mình yên tâm. Rồi, vô đi. Hôm định vô đi. Là không gặp ông Tám là mình cắt cáp rồi. Thấy ông ra thôi mình giải đòn đấy. Trời ơi, từ lúc lên cáo cái là cho ổng ngủ rồi. Thì bị cho nó cắt một chút cái bẻ đoạn này mình bỏ anh thay. Không nói, nói vẫn được, nhưng mà nó không tốt. Thì khổ mình chứ không gì á. Nghĩa là sau này mới công bố trì. Rồi em ơi. Rồi đó là chơi với bọn Nhật đó. Má thiệt tình bẻ giống quá. Y như thiệt luôn. Bọn Nhật không? Dạ đâu đấy, đừng nói nhiều. Đó, mày coi thường đang nói đó. Nguyên tắc nghĩ anh nói anh thích. Nói thì vẫn được hết. Cái mối nối của điện lực nó bảo hành 20 năm trung thế nha. Mà nó có được chuyên dụng đó. Để xuống rồi có quá chắc lỗi. Không, nó nối bằng tay nó bóp xong rồi là trung thế. Tại vì nó là vấn đề là truyền áp trong tiền tải. Cho nên là hai cái khái niệm khác nhau. Cho nên áp và dòng nó khác nhau. Cho nên là cái khái niệm mình phải xin lỗi, hai cái định nghĩa nó khác nhau. Quá chắc lỗi luôn. Chút xíu mà nó bọc dày. Ờ, bọc dày cho cái gì, cái điện áp nó phóng điện. Rồi thứ hai nữa là gì, nó gánh tải ngay máy điện áp. Cái đầu ấy ngay cái đường dây mình ấy dây chút xíu không? À, ở dưới mình đây cái chạm chút xíu mà gánh dây hai sợi tao đùng không? Đó là hai cái đường dây khác nhau. Mày chứ. Mày cắt cái này mình hay chứ. À bây giờ đổ chưa? Cắt này cắt không chứ dập gì. Vậy chứ có người chửi cầm máy cắt 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 tầm. Cứ để nó đi. Không nhận nó quá. Cắt cái sợ bụi bây giờ mắt. Tôi có đọc việc của công ty chẳng sao thu hồi nó bỏ chuyện gì đó. Người ta có hỏi gì không? Hỏi người đánh tháng quá không? Hết cha với con. Không có nói đó lại. Họ cũng làm như một bệnh test nữa cho nên cái bệnh viện quá không tính được cái chậm. Có nghĩa là tính 42 không được, phải là 252 đúng như đúng không? 42 bình thường thôi. Ơi, ok, cài đi nha. Đồ. Anh em ghét thì nói chứ. Tôi giọng gì thì nói. Rồi, ok, cài đi ha. Rồi đang đi làm thôi, nhiều vẻ gì. Cảm ơn nhiều nha, Sơn nha. Rồi. Qua nghe tôi biết xuống chết nữa. Ừ. Mọi người lên đi làm phải đội nón đâu từ như này cho nói gì. Không quen rồi. Thứ nhất là mang giày nè, tại vì đi sợ nó từng nó tắt. Quay nha, quay nha. Nó quen nó sợ luôn. Được đúng không? Mặt vô trong. Cho ba đi cái thắng sắp tay vô á. Cái gì rồi nè. Đi đúng không? Nữa là trong cũng được. Đúng rồi, như vậy nè, thật chí nó mày không làm sai nó đủ nó dậm luôn á. Y như nãy vậy á. Không, đó ơi, cái đó là có hai cái nguyện biện. Thứ nhất đó là nguyện biện là nguyên nhân và nguyện biện kết quả đó, tấn công đối thủ bằng tấn công cá nhân, hiểu chưa? Biết xuống mà làm, rõ xuống mà làm đi. Đó là cũng đang nguyện biện. Đó là hai cái khái niệm mà một cái phân biệt. Phân tích rất rõ ràng đúng không nào? Nguyện biện do nguyên nhân là đổ thừa do hoàn cảnh. Còn anh kia là anh người ta đang nói anh như vậy, anh đổ thừa cái giỏi xuống làm đi. Không, anh phải chấp nhận cái điều mà người ta góp ý anh chứ. Em đã hướng dẫn rồi, làm không được là không có ngụy biện gì chứ. Đúng rồi. Không làm được thì ra người khác làm. Cho nó sớm. Giờ hết nha. Rồi đưa vô đi. Cầm quá không có bẻ tí nữa. Khỏi. Nghe. Kích sao? Kích. Kích từ từ chờ tôi kích cái. 1 2 3 Sát cho anh được. 4 Sát cho anh. 5 Sắc rồi. Giữ Cao 2 8 9 10 1 Ngon lắm nữa. 12 3 Thôi hết biến rồi. 4 15 6 7 Bơm chưa? 8 9 Bơm chưa? 20 Hả Trang bơm? Thả thả lên anh ơi. Đúng rồi à? Ghê chưa? Ghê. Đấy. Cảm ơn hơn này. Thì cho em cháy nó anh. Anh có ai không bị cháy. Anh mua em không đâu được. Một,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Rồi anh. 23. Rồi. Nhìn tay anh ăn cơm anh. Năng lên nhìn em. Để em làm xong. À. Làm xong nãy ăn hồi lúc 9 giờ mà. Đậu quất quá đẹp. Thì nó thêm một cộng đồng để làm thí nghiệm mà làm cái gì? Hỏi em. Ông về để... Ông lấy khúc, lấy lấy khúc được. Mình về... Về giải thích đấy. Về để phân về. Tích cái quá trị ở trong cái CO của anh. Quá trị chứ. Mình làm như là trị xã. Quá trị là quá học chứ sao nó. Chị là mà thí dụ như nó có bao nhiêu nguyên tố nguyên tử gì đó nếu rồi nó ăn rồi hãy thuốc lên anh kè cái này thuốc hả đây 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 thuốc lên thuốc bài số hả lên mòn thử thử thơm không ủa sao mình mà lát đâu uống được không em đâu uống được đục ngon quá thơm. Được, lấy tay đây, lấy tay đây. Bơm. Nghiêm cái này chứ anh. Bơm. Ngon. Đó, xíu nữa. Uống cái nghe ngon thiệt á. Xíu nữa. Thẳng không? Xíu nữa anh. Rồi. Mình thấy xíu xéo bạn, đẩy cho mình đem nó hợp lý này. Thôi, để ép vô cái bọng lớn nằm trên đó đó hả? Đó. Có bỏ đồng này phe vô không vậy? Đó. Ừ. Em tháo của cái gì? Vừa nghĩ cho mình trái đi. Em tháo của cái cơ đạn. Tại vì á, ở đây mình phải kỹ, không kỹ là chết á. Xuống bảo hành mệt mỏi á. Phải cháy luôn cả CB á, đền cái CB mười mấy triệu à. Mày qua test hết anh. Test rồi. Test YouTube luôn mà không qua YouTube hả? Em tới 8 giờ là em phải cho con ngủ rồi. Ủa mày, mày làm gì có con? Con của vợ. À. Vợ là con người ta hả? Vợ là con của em. Bỏ thuốc xong nằm mà mày hút hai miếng nước kia. Lần lần cả người luôn. Bây giờ không hút, cũng mời không hút. Sao giờ bỏ thuốc? Không phải. Tại vì tao thấy tao giả dối trong nhà, mỗi lần vô nó vô thuốc cũng nói này nói nọ. Tao thấy đi trốn không giống gì, chó đi trốn lũ chứ. Được không? Bơm mới dạy cho. Bơm. Chết không bơm. Kéo cái con này lên. Kéo con này này. À, 8 giờ cho nó ngủ. Rồi kéo. Đấy. Tối rồi 10 giờ, 11 giờ. Kê thêm con nữa đi. 1 giờ, 2 giờ. Đây, nè. Thả. Tiếng đồng hồ nữa là ok ha. 2 giờ 1 tiếng. Nếu mới cắt nữa. Cắt lên lên nè. Thì bây giờ là 12 giờ đúng không? 2 giờ. Khoảng 2 giờ chiều là dứt điểm. Rồi xíu luôn. Rồi,
nhịp cho nó một nhịp thử coi. Trời, còn vô nhiều với nhịp vậy. Cái kiểu gì cũng quên mất rồi anh Điện. Cái gì? Cái biến hay là cái gì cũng quên rồi. Cái vòng tròn. À chết mẹ chưa đeo biến vòng hả? Đù má ơi, tháo ra hết đi. Xin lỗi. Chứ mày bỏ con nhỏ kìa. Sao bỏ được, phải đeo vô chết rồi mày ơi. Đây ba cục, đây nó cục đó, có đây nó cục không? Kiếm lên anh. Chơi tới mời, xả ra. Chưa đeo biến vòng được đâu. Chuyển khai trước là em mấy cái đó rồi. Xin lỗi, lu bu. Ủa có một cái gì đó không vậy? Không. Hồi sáng có ba cái mà. Trong bao luôn. Chết rồi. Ba rồi hả? Ở đây. Sao? Mệt lắm, tốn công chứ không sao gì. Vào ca ra giờ. Cảm ơn xin mình lắm. Chúc xuống nhảy xuống thấy cái này cũng gì vậy. Là nó chuyển làm sao? Bao nhiêu? Nguyên tắc đo dòng điện là dựa trên nguyên lý ngắn mạch. Cho nên nó là một vòng xuyến đi qua thôi. Và nó biến về cái tỷ số biến dòng là 630 trên 5. À, nghĩa là năm là về đo lường. Cái dòng này lớn cỡ nào nhưng mà nó đảo qua đây rồi nó về đó chỉ còn có 4.000 cũng về năm. À. Được chưa? À, xin lỗi anh em nha. 5 ampe. Ủa đứng dưới có nhiều này còn làm có nhiều để thiếu sót. Mình xin lỗi anh em đi. Lát nữa ra nguồn cũng bò nha. Rồi đúng không anh? Đúng rồi, 2 sợi. Dơ sợi này lên cho mẹ em đi. Chỗ nào? Sợi trăng á. Sợi vàng á. Cũng lọc là chết này. Chưa lo. Không không? Xóa từng cái. Kéo sổ này em có đó. Hết á. Đúng. Kéo đó bạn. Trời ơi, nằm dưới này ra. Lên. Không, để lên trên đi. Lên cho thoải mái đi. Ở dưới cũng được. Đó, để lên vậy đó. Xong đây em ba cái. Từ từ. Để bọt kia, thả kia vô luôn đi nha. Lắc nó dưới thôi, lúc vô được cũng vậy. Lúc kia được không? Được không? Chắc không? Có tay để lực chút chiếc ta. Nhớ bỏ đồng lên phe nha. Không, mình gán vô đồng lên chiếc. Nhớ là kẹp đồng lên phe. Tại vì mức độ của nó nguy hiểm lắm nên anh sợ. Cầu ca lên ra là cân bằng nhé. Chúc kiếm miếng axit lỏng dở vô nó thiệt tầm bay tầm ba. Nếu nó là dùng combo để em xoa ở trên đó điện lực, nó có combo đó để nó vô nó xiết để nó rửa cái mối đi cho sạch đâu. Axit lỏng rửa không được hả? Không, tầm lâu axit xử lý là xử lý axit không á. Không. Cái đó thì một cái khái niệm mình chưa biết nha. Kéo lên giùm em anh, kéo cái gì lên giùm em. Đó. Anh biết cái tụi sơn tĩnh điện trước khi xử lý mặt phẳng của mấy cái này đã xử lý bằng gì không? Nhúng axit, xong rồi nhúng sơn. Đó, phải là axit. Không, cái đó cái kêu là axit thôi. Nhưng mà là hợp chất. Kéo lên giùm em. Không, cái đó cả. Trộn lại rồi nó. Mày ở đây mày có nhiều chất. Ở đây mày có nhiều chất không? Tao cũng biết. Thì tao không biết mà. Ở đây tao lấy axit lỏng tao thử không đó rồi tao. Ý mình rửa cái đồng này nhỏ hiểu vô đó nó thị trấn nha, thị trấn nó rửa cái đồng này sạch. Mày nhỏ axit dắt vô dính thành cái cốt với ghế lại luôn nữa. Nó kêu sắc được không? Kêu sắc được không? À tao có cái hũ axit chấm mụn cốc rồi này được không? Được. Nó là axit. Chưa để thôi, chưa để thôi, em thấy nhẹ nhẹ thôi. Từ từ anh, cái này vô, cái này để xếp đây, cẩn thận, đi. Kéo thì em anh được, kéo cái gì? Nó dặn đúng không? Cân bằng điện áp gì nãy, này mà cân bằng gì, này nó rộng thôi, cân bằng gì, ampere á, thì
thì cái điện áp nó lớn cỡ nào chứ nó qua tới đây là nó vẫn là về tàu đi. Tàu lao. Anh Luyện. Gì vậy? Cái này gọi là cũng cân bằng điện áp đúng không? Mấy điện mà nó là đo dòng điện thôi. Cân bằng điện áp là mình cân bằng tải để chia điều. Cân bằng tải là cân bằng pha đó. Cân bằng pha biết rồi, ý là cái này là để biết được cái dòng lực giữa cấp pha bao nhiêu. Thay vì em dùng cái đúng không? Đúng rồi. Thì em dùng cái đắt ăn chuyển. Đắt ở dưới đó. À. Em chuyển ví dụ như cái dòng đó 200, một thằng kia 180, kia 150 là ok. Hello. Hiểu chưa? Chứ là nó xài qua cái đồng hồ kia nữa. Đây nè, cái nắp đồng hồ đây nè thì cái nắp chuyển có nghĩa là không có ai nè đấu vô. À đấu hai dây này nữa hả? Đúng rồi, không có cái thằng này là anh nói với em là không có thể nào đo một lượt. Trừ lò nè, ca lúc. Trừ đồng hồ đa năng. Em cũng gắn ba cái đó nó tự hiển thị về thông số là đồng hồ đa năng hiển thị một lượt, em biết được, hiểu chưa? Còn cái này bằng cơ đi, ra phải chuyển. Em biết là coi như là cái nắp này là nó 500k nè. Nãy giờ em tưởng rồi nhét luôn không? Đâu có giỏi tao được. Tao nói gì đâu. Cái nào chưa biết thì chưa biết thôi. Không biết đang học mà. Học chưa học điện, nó không học điện nha. Em học điện không chứ? Mày đâu có học cung cấp điện đâu. Em học cung cấp sư điện. Nó kỹ sư điện. Mấy cái này lý nhau anh. Như vậy. Rồi tiếp tục đưa cục cái dòng. Mở đầu tao. Mấy cái bài đầu tiên mà là không biết. Giờ có mấy cái này. Bước ra vẫn nghe là lát nữa xuống là bắt đầu vệ sinh tủ kiểm tra hết qua thử nó rất không có cái quái gì đó không, cái cây đinh hay là cái con bu lông gì nó nằm dưới đó không, khi đóng là hầm liền. Oh my god, dây này nó không có đồng làm cái hầm nó dễ rứt luôn. Anh thì có một bạn biết sao kèo biểu thi tay nghề thì anh thua, anh làm không được. Biểu thi với em mẹ đi. Đi thi với bạn fan YouTube đi vào dắp á. Thi đi đại diện giúp anh thi anh cái. Thì đặt đấy anh tường cái dây điện đi uống nước. Không. Cái đó mà cũng thi nữa. À. Cái đó thì tay em cầm tay tay sao đứt gì nè, mắt. Cũng là dốc nữa, cũng là dốc nữa. Xe. Tao thì mình đã bỏ cái hộp này đi. Đây là đang lắp biến dòng quý vị. Đó. Gỡ bỏ cái này nè, nó thích. Khó tính bây giờ gỡ bỏ cái đó ra cũng được mà. Gỡ ra để chi anh để đây cọ sát sai xước dây với được gì đó. Thì mở ra đồ mở đi. Anh nói em hồi nào giờ đúng rồi mà. Không bây giờ lát ngóc vặn ra là rất ra gì đâu mà. Rồi đó anh dặn đây được rồi đó. Đây nè. Mà anh nói em hồi nào giờ đúng rồi mà. Không, tại vì em để cái nào để em phân biệt màu ca ra lờ cho nó chuẩn hiểu không? Như đó. Giờ vào F1 ra F2. Thì đủ mấy cuộc đời mà đéo bây giờ làm hậu thì về xuống nhà làm lính. Nãy về rút rồi. Cái đèn hiếp con ba. À, chủ quen. Nói. Nãy giờ rút đâu. Về rút rồi ta. Hiếp con ba giỏi. Về rút hồi nãy về rút cái năm tắt của mình. Chắc quý vị đang để trên đó rồi. Đúng không? Các em để trên đó rồi đúng không? Về rút giờ có. Năm tắt đây. Cột có lại cho neo đó. Giờ kéo lên nè. Chờ hay đẩy xuống. Đấy, em qua đúng chiều nha. À có chữ đó rồi, ok. F1 ra rồi. Ra F1. S vô F1 ra hai đúng không? Vô F1 ra hai. Rồi ok. Mở luôn đi, mở vô luôn. Đố em cái tủ mình có máy miếng dòng. Sao ok. Biến dòng bốn cái nó nằm ở đâu? Cái nằm đo vô cái tụ bùn. Cái tụ đo tụ bùn nó bao nhiêu? 40% của bốn mươi phần trăm của công suất máy biến áp. À như vậy là cái CT dựa vào cái CT nó đeo cái CT bao nhiêu, dựa vào cái CP nó biết nó biến dòng có bao nhiêu không? Chưa tính được. Cái CP tổng bên này bao nhiêu? 230. Không, CP của tụ bùn bao nhiêu? 250 thì CT bao nhiêu? 40% nhân cho 40, 44 nhân 16 bao nhiêu mà đéo 160k. 160k là chọn CP bao nhiêu? CP 200. Đó là bài tụi bố hả? Đúng rồi, cái đó là định lý rồi. Như vậy á, chúng ta phải hiểu định lý là gì?
lý rồi. Chúng ta định nghĩa định lý. Định lý là những cái gì mà đã được chứng minh rồi. Thì chúng ta cứ đó mà cứ thế mà dẫn đi, dẫn đi. Dẫn đi, dẫn đi. Rồi mà khi nào á mà nó có hai cái loại này để chúng ta chứng minh nó. Thứ nhất là chúng ta chứng minh nó rất đơn giản. Thứ hai là chúng ta không đủ trình độ để chứng minh. Thì để người khác người ta chứng minh. Đấu cắt dần chính là mạnh thấp lên chút chút cũng đấu cũng được, cũng đẹp mà được chứ, đẹp lắm em hỏi đẹp lắm cười này nó cười cái cao cái thấp cao cái thấp cười là xịt khói nó bại luôn tao với thằng sinh viên kia phương mập nữa nó to ngay nó mập mập hơn anh mà là hỏi bữa đó quy nó có việc nó quy nó chạy về mất tràn rồi tao đấu từ sáng đến chiều cho anh kêu nhã theo nhã lúc đó nó còn biết cách đây 3 năm, 4 năm rồi. Nãy sao đâu? Rồi rồi vậy đi, em cứ vậy cho anh đi. Ở dưới nó canh được thì để cho nó canh nhé. Họ cái cà lê vô đây em đẩy nhẹ cái giùm anh cái. Họ cái cà lê vô cái này nè. Đẩy được. Họ vô. Đẩy. Rồi, đừng xúc chích nó. Rồi. Nhịp nhờ sự trợ giúp rồi. Tìm con nữa. Điểm chấm nhầm đây. Anh Thái. Rồi. Rồi cái này đó là cái gì đó. Nói giọng với đó gì mày? Để biết tính cái công suất này, cái này nó vẫn tính công suất được rồi. Tính được kilowatt điện trên giờ á. Nào có bên này không anh vừa? Không có ship kẹp cái đầu. Đầu bao nhiêu điện rồi. Bây giờ cái nhỏ nó không kia rồi. Chứ nó không quên, thả mấy cái... Không, nhích xưa này ra được. Cái này để dùng chết mấy cái. Bỏ khỏi chết đây. Chút xích nhích lên đây nè. Không. Trên cái đầu CV. Nhích trên đầu CV á. Chiều nay mình đi chỗ nào có lẩu mà ăn ngon ta đi về. Mình đi lẩu ăn lẩu ngon ta. Cầu gạch miếu anh. Cầu gạch miếu. Ủa sao lắc sao lâu mày? Cái đường mà. Có mấy cái lẩu gì trời. Cầu gạch miếu muốn bên kia mà em mới nướng bên quốc lộ 1A mà. Mình chơi mình sợ gì mưa ghê. Không đâu sợ, tao tao về cái. Tao cũng không có đi qua bên đó. Có từ cầu Mỹ Lợi. Về được cầu Mỹ Lợi nước đi đi con. Cầu gạch miếu là đi qua Mỹ Tre phải không? Đúng không em? Mỹ Thuận rồi, cầu gạch miếu, Cần Thơ đi qua. Trời ơi, nó xa dữ vậy không? Ý chút mà đi từ đây đi qua đó 70 cây á. Em không biết, em nghe cái thông tin của mấy thằng mà chuyên gia cung cấp đường dây gái gọi á. Những lời anh nói là bằng chứng trước tòa nha, tôi đang quay phim lên hết. Em chia vợ chia con, em đâu sợ không méo gì đâu. Méo là cái gì? Còn tròn tròn vuông vuông. Cảm giác. Như bạn héo là cái dạng hình elip. Elip là cái hình rầm tròn. À, xuống giải lao một chút xíu đi. Ủa luôn hả? Sao mày giống tính quỳ bạn anh với mày? Đạp xuống đi. Đạp xuống mày đạp xuống đi. Tức tức gì? Nói dâm cây cao dâm thấp rồi. Buông ra. Không sao á. Ngày đêm. Thôi được lớn, tương đối. Không phải, đó là ẩu như... Vô không tương đối. Đi vô trường lớn không nghiệp thu nó bắt chửi chắc bà. Nắng lại chua lắm. Thôi, để nó vậy đi. Chưa? Chỗ nào? Trường này nó không đơn giản. Nó không đòi quy chuẩn. Tự phục
đó, thấy không, nó thầu nó khác chứ bơm nó đâu bẻ nổi cái chuyện này. Bơm chưa có vợ cho nó bẻ được cái chuyện này. Tám năm giờ anh nghe biết. Đúng không, khi mà cười thì nó tốt hơi ra, cho nên là tất cả cái lỗ nó đều thỏa mãn, cho nên nó sung sướng. Vô mày đó đứng mày mày tà lát nó quạo rồi đó nha, coi gì cái bụng tôi gách được đó. Từ lên đó lá cái gì vậy, không sao đâu, tao sửa lại cái này nó khó giữ chứ đúng cái gì vậy đó. Được chưa? Rồi nắng nắng cái này này ra đây. Giống nha. Chưa? Chưa, để nó uống cho nó bằng nó thẳng cho nó thích. Gỡ cái này ra đi bạn ơi. Gỡ nào anh? Gỡ cái miếng này ra nè. Không, không, không. Không gì nữa, kẹp vô nữa, không gì. Chưa bước nó mà anh, chưa bước nó mà mấy chút đâu. Dính dán gì tới đó đâu. Chưa bước nó mà còn tới nay không. Rồi, đó gì đi rồi đó. Đó chưa? Rồi, tên.